Xin chào quý chú, quý cô chú anh chị. Hôm nay trên hình như là hai bữa nay mình thấy trên cộng đồng mạng có đăng về em bé 20 em 24 tuổi mà trên clip thì nói là em té sông, nhưng mà cái đó thì mình để tìm hiểu lại coi mình gặp người nhà của em có thật sự như vậy không quý vị. Trước tiên mình kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Lâm có đến đây là thuộc bên Lai Dung. Thì có phỏng vấn ông chú. Thì cái sự tình là bé trai 24 tuổi. 24. Dạ. Là bé trai đó là sao với chú, với chú? Thôi chú có kể ông. Dạ. Bởi vì bà ngoại nói là em với tôi. Dạ. Rồi cái sự việc mà nó xảy ra như vậy á, là nó tình huống như thế nào chú giải thích lại để tôi nói như thế này. Dạ. Tôi thì không hay, nhưng vì đi ra đó thì khoảng 3 giờ chiều tôi mới hay. Dạ. Thì ra hỏi thăm thì nó nói nó mất tích từ khoảng 8 giờ sáng á, là bữa nay như vậy là cũng như 4 mấy tiếng ngồi rồi. 4 mấy tiếng. Dạ. Cũng như ngày hôm qua là giáp cử 8. Dạ. Giờ sáng. 8 giờ sáng. Trong khoảng đó thì cha nó đang làm. Dạ. Cha nó đang làm, hai cho con làm gì cái qua cái vụ cháu á. Lột. Dạ. Củi á. Dạ. Lột cái máy nó nhẹt đi. Rồi nó, cha nó mới kêu là bây giờ tôi con qua bển coi cháu. Dạ. Rồi cha nó thì ở bên đây thì bắt đầu như vậy là sửa cái máy. Dạ. Rồi khoảng hết chừng đó là 15 phút thì cha nó qua như vậy là không gặp. Không gặp, mà chỉ chiếc xe vẫn còn, dép vẫn còn đó, mà không biết ở đâu mà tìm kiếm, không biết đâu. Dạ. Rồi cha nó tưởng đâu là nhậu bạn bè này kia, mà bạn bè thì mấy thằng mần thì có lại mặt đầy đủ hết, không có. Dạ. À, vậy thành ra vậy là mất tích luôn, chứ còn mình không biết là cái dự án như thế nào, không phải té dưới sông hay gì mình cũng không đoán được, bởi vì cái máy camera thì nó đã hư rồi. Dạ. Chứ phải mà quay á, thì cái thường thường là người ta thấy. Thành ra như vậy thì những người anh em mà ở đó nói hồi đó giờ nó mần nó không có khi nào nó xuống sông. Dạ. Nó chỉ rửa giò trên hai mấy bờ thôi, rồi nó ngồi đó. Cái ông chủ nhà máy cũng vậy, ông nói là mặt mày bùn đất không kể, nó vuốt rửa mặt rồi nó ngồi nó bấm điện thoại nó coi thôi, rồi tới giờ là thế như vậy, chứ không khi nào đi đâu mà mang dép cái gì đó. Dạ. Thành ra như vậy là mất luôn. Nhưng mà bây giờ chú cho con hỏi cái này. Là mới nãy chú nhắc lại là sửa cái máy. Cha đang sửa cái máy đằng mà cháu đó. Dạ. Đó, thành ra gì chỗ đó rồi một khoảng nó chừng 10 phút rồi cha nó bước qua thì không gặp con mà mất luôn. Rồi anh em cũng kiếm, rồi lo bơi vào bắt cái đống cháu đằng mà để sợ nó nghẹt rồi cháu, mà cháu được. Dạ. Dép à, không có gì hết, nói vậy đâu mất. Vậy là cách đây khoảng bao lâu rồi chú? Chú nhớ không? Cái bữa đó hồi cũng như ngày hôm qua là 8 giờ ngày hôm qua là nó giáp cử. Giáp cử. Dạ. Giáp cử rồi bữa nay nữa vậy đó. Dạ. Đó, rồi anh em tất cả cô bác anh đi kiếm đi tìm rồi chỗ này chỗ kia vậy đó, rồi cũng không biết là sao nó nằm ở đâu mình không hiểu được. Thành ra ý muốn với chú em được cho rõ ràng về cái thành phần như thế nào, đặng mình. Dạ. Đăng lên cho nó rõ ý như vậy. Dạ. Đó. Bây giờ chú cho con hỏi cái này. Hỏi. Cái máy sửa cháu là cái máy sao, nó như thế nào á, chú tả hình dung chú biết được bởi không? Vì cái máy sửa cháu thì chú cũng không biết, nhưng bởi vì cháu thì trong đó ví dụ nó nghẹt cháu đó. Dạ. Kêu thằng con nó mới qua, bây giờ mình lên mình coi cháu nó như vậy thôi. Còn chút xíu thằng cha nó bên đây thì cha nó đang hàng đồ, bởi. Dạ. Vì cha con bị hàng vì trong làm chúng ta đó, rồi mình qua thì con nó mất tích luôn. Có nghĩa là đã tìm ở trong cái bồn cháu đó chưa chú? Kiếm rồi, hết toàn bộ hết rồi, anh em tất cả xứng nhau mới bươi cái đống cháu, mà đống cháu sạch đó không có gì bươi hết luôn, không có hết. Sao kỳ vậy ta? Nó thành ra như vậy là không biết nó thế nào. Dạ. Mà ở trong đó nó có camera không chú? Camera có, mà đặt có cái máy chỗ đó nó hư, thí dụ cái đường sao nó kỳ vậy? Hư hết toàn bộ, có trong mà cái ngay cái chỗ mà đó hư. Cái máy ngay chân chỗ mà đi xuống cầu là hư. Dạ. Thành ra vậy đó mới cái sự việc này nó cũng cũng lạ quá ha. Nhưng mà chú nãy tính hỏi về chú biết chính xác là có người nói là không thấy em, chỉ thấy mất tích thôi ha. Dạ, mất tích thôi. Vậy vô cháu đó là chỉ mất tích thôi. Mất tích, nó qua là cha nó qua kiếm rồi hỏi anh em vòng vòng nói không gặp ai hết trơn, mất luôn vậy đó nè. Dạ, như vậy là đâu có xác thực là té xong đâu. Thì bởi vậy rồi như vậy là mới đón nữa. Dạ. Bởi vì là nhà nó bên Năm Dồ á, rồi mẹ nó ở nhà. Dạ. Khoảng như vậy là khoảng 3 giờ chiều có hai thằng nó chạy ngang, chạy ngang nó nói con bà xuống ơi, tôi gặp nó rửa mặt. Dạ. Mình đã đón gì chỗ đó mà thành ra nghi là xuống sông thôi, chứ mình hồi đó giờ là không khi nào đi xuống sông, bị nước trên bờ nó tống nó rửa gì đâu thôi.
Chỉ là có người thấy thì rửa mặt á. Nói gì hai thằng nó thấy mà như gì tôi hỏi cháu tôi thì nói đi ra là nó giọt đi rồi. Nó chạy lên gì sẽ điều chẳng rồi, không biết thằng nào hết. Là hai người đó là giọt đi ha. Giọt dạ. Đi luôn, nói vậy thôi. Thành ra mới đoán là bây giờ nói vậy là cho hay là cháu nó té xong. Dạ. Đó. Có nghĩa là té xong là chỉ là mình chẩn đoán thôi. Chẩn đoán mà bị cái thằng đó nói vậy đó. Dạ. Bởi từ hồi sáng mà tới kiếm ở trên từ từ như vậy là không biết nó đâu, sợ nó nhậu mà nhạt mấy kia nó nhậu đâu rồi để dân mận để đủ đó, để đủ hết rồi. Rồi thành ra nói thôi giờ vậy là bây giờ thôi mình xuống sông đoán vậy thôi chứ vợ trên bờ không có rồi. Dạ. Nói thành nó vậy đó. Thì dân tác mình tôi nghe được bao nhiêu thôi. Rồi ông gà rồi mấy ngày gà thì cũng giới đặt cái bàn này cái cũng cầu trời thân vật thì cho nó biết. Thí dụ sống trên bờ thì tốt. Còn mà xuống sông thì phải cho được thay. Nó kiếm vậy rồi 3-4 giỏ ông chạy 6 giờ chạy qua là chạy luôn cái hôm chạy luôn tới dưới là gần một mớ. Vậy là nói cái chuyện theo nghĩ là cái trường hợp là chẳng qua là mình chỉ đoán thôi chứ chưa biết chính xác. Không chính xác được. Và bởi tôi nói nè, sao con không kêu nó lại hỏi cái mày gặp hồi nào. Nói nó con bước trong ra thì hai thằng nó chạy đi luôn. Dạ. Vậy thôi. Bởi vậy thành ra không chính xác được. Như thường thường là cháu bé là kêu chú là bằng cái gì vậy chú? Kêu bằng ông. Kêu bằng ông là ông nội hay ông ngoại chú? Ông là ông của tôi, là anh của bà ngoại nó. Ông là anh của bà ngoại. Bà ngoại nó. Có nghĩa là chú bác anh à, phải không? Không phải chú nói như tôi, thí dụ như bây giờ nói là nói về dặn là dạ. Tôi là nằm về bên mẹ của thằng chết đó, thằng mất đó. Dạ, nếu đó. Mà mẹ của bên cái người mà bà ngoại nó là em ruột của tôi. Dạ, rồi vậy đó. Cho con hỏi nè chú có thể chia sẻ cho con biết là tên của bé được không chú? Cái tên bé thì nó nói cái tên này tôi không nghe mà tôi nói lộn hoài, nhưng ở ngoài là tên Lễ. Tên Lễ là bé 24 tuổi. Đó là lớn rồi không phải gồi là bé nữa. Nó lớn rồi. Vậy thành niên gọi là em. Thành niên rồi. Tụi con quay đây á là những gì tụi con chưa thấy, nghĩa là gọi là tình nghi hay là mình chỉ là chẩn đoán thôi. Là không chính xác là mình không nên nói là té xong hay là bị gì. Dạ đúng rồi, cái này. Đó là coi như là gì. Cái mất cũng như mình nói mất rồi kiếm tìm mình thôi. Mình nói là cái gì phải nói có mách, mà nói gì nó có sách phải mách có chứng. Còn cái này là mình chỉ qua là chẩn đoán thôi. Có thể là em mất tích, là có thể em đi chơi đâu đó là cũng có thể là em té xong, cái nào cũng có thể nhưng mà không có gọi là chắc ăn. Bởi vì tụi con mới hỏi với chú thật sự như vậy, tụi con đăng lên là nó nói chung là như vậy chứ không phải là tụi con quyết định là chắc ăn là em té xong hay là em mất tích gì cái gọi rồi. Là mất tích là nói chung hết, nghĩa là không có nhất thiết là phải té xong. Thì mình cũng có hy vọng là tụi em nó cũng còn sống. Chứ mình nói nhất quyết là em té xong. Nhất quyết thì mình đâu nhất quyết được. Bởi đúng rồi, tức là bị sai. Đúng rồi. Bởi vì các em mà muốn để quay lên những cái gì thì phải cho rõ ràng. Phải không? Dạ, không bà. Có nói thêm nói bớt qua vào gì hết. Đây là cái mạng này để như cho tất cả anh em cô bác mà thấy được đúng. Cái nào rõ ràng cái nào đó. Phải không? Ý nó vậy. Để nhiều khi cô bác người ta có thấy nhiều khi em nó giống như là nó bị cái gì nó quản đó thì có thể dọc đường thì có thể là người ta kiếm lại giùm cho được. Đó, cái này là giống như là cũng mang ơn quý cô bác anh chị. Ví dụ như lỡ mà trường hợp mà có thấy thì cũng cho gia đình biết để gia đình mới tìm em bé để cho đỡ lo. Chứ thấy cũng mấy bữa nay cũng gấu dữ lắm rồi. Rồi rồi bây giờ để tôi nói cho tất cả anh em thế này là cha mẹ nó thì ngồi cũng như là chết đứng vậy thôi. Ông ngồi ông nói chuyện điều gì hoài đó rồi. Là cái tội nghiệp của mẹ nó. Mà mọi cái ngày đó là ngày chủ nhật cha nó lại làm với mẹ nó, với nó có nó luôn, cha có cha nó luôn mà tại sao bởi vậy thành nó mất. Chủ nhật là còn. Cái trong ngày chủ nhật đó. Là chiều tối là em mới mất tích. Không, nó mất giấc sáng luôn. Sáng buổi chủ nhật luôn. 8 giờ đó bị gì hai cho con đi qua đây mặn nè. Mặn rồi đi qua rồi tự nhiên rồi nó giờ kẹt bộ cháu vậy rồi giờ con nó qua bên coi cháu. Thì chút thì giao qua là mất luôn. Thì cái ông chủ nhà máy đó ông nói hoài ông nói đó giờ 2 năm nay nó hoàn toàn dép u nó không có mang. Dạ. Nó mặn gì nó bỏ đó, khi mà nó đi rồi nó về nó rửa nó mới mang đi về thôi. Chứ nó không mang mà dép hai chiếc dép vẫn còn. Xe dạ. Vẫn còn đó. Nó thành gì đó. Xe vẫn còn tại kho ha. Tại kho luôn. Dạ. Cái này nó cũng lạ quá. Rồi vậy mình mới bởi thành nó không biết lý do sao mà giờ thì nói rằng cha nó khi nào mà có mặn gì ba giờ con nghĩ con đi chơi mình nó nói thằng này nó ngoan lắm. Cái gì mà lo làm ăn nó tốt với cha mẹ nó tốt. Thành ra vì chỗ tất cả bà con dòng họ bên ngoại gì tiếp dữ dằn lắm mấy ngày nay nó kêu trực tiếp. Dạ, theo biết chú có biết em có biết lỗi không vậy chú? Chắc là phải lộ đi, nó bự rồi. Dạ. Dân là dân ở mình đây chứ không phải dân thành phố đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Rồi, một là mình sợ nhiều khi thí dụ mà nó xuống rồi nó say sẩm. Dạ. Hay gì có nó chuột mấy cây sắt cây cầu chuột đó mình sợ nó trúng nó chết. Thành ra đón vậy thôi. Dạ. Chứ chưa biết là nó đi xuống sông hay không. Dạ.
Rồi em có vợ chưa? Chưa có vợ. Chưa có vợ. Thì tính là mấy ông cũng đặt nhau là cũng kết là 2 tháng 4 này là cưới nè. 2 tháng 4 hả chú? Tháng 4 này là cưới nè, mà nhưng chú gia cũng hẹn nhau rồi mình chưa có nó đó. Thì cái con nhỏ con gái dưới thì mẹ nó mần đông lạnh ở dưới sông Mai này nè. Vậy biểu thằng này cỡ này đang làm hoài nó không đi xuống. Rồi nhỏ kia nói bác ơi cho mà anh lễ cái này làm như không quan tâm đến con. Ý nó vậy. Dạ. Bà này nói cháu ơi thằng ơi cái này nó mần dữ lắm rồi vô vụ mà khi bác về mà không gặp nó nữa nó về ăn cơm nó đi liền. Đó. Rồi bà này bà hỏi như vậy thì hỏi mà mày sao? Chắc là què quá. Nói vậy đó ha. Dạ. Thì bà hỏi mẹ nó qua nói tôi nói đủ què cái gì thì bây giờ đi. Mình phải xuống xác nhận với Suya. Dạ. Bây giờ hai đứa con và đứa thì làm một con nhỏ kia thì muốn trách thằng này vậy đó, thằng này gì cho đó mình ở đây đụng thẳng luôn rồi làm bậc trái đó. Không gài em mất tích vậy rồi bên người yêu của em lại thì, người yêu rồi, thì không có cho hay. Dạ. Nhưng hồi sớm mai này tôi hỏi cháu thì nói sao cái ai điện mà nói trong cái Facebook gì đó. Dạ. Rồi nghe nói thằng này mất tích. Dạ. Nói vậy đó. Rồi nó con có nghe. Dạ. Vậy thôi. Nhưng mà chú cho con hỏi cái này. Ví dụ như trong cái Facebook có điện thoại có này kia đó, bây giờ mình bấm mình điện mình tìm kiếm được không chú? Hay là mất theo cái điện thoại luôn? Thì bây giờ cái điện thoại đó mất rồi, điện thoại có nói ra mất luôn, không còn báo hiệu gì nữa hết. Ghê vậy? Bởi vì trong khoảng là bắt đầu điện gọi là theo quý khách theo bao không được hoài. Là có nghĩa là trong vòng mới vừa đi ra, đi vô là mất cái điện thoại luôn. Thì trong cái khoảng nó đã mất tích rồi là điện hoài nó không bắt máy gì trong thì dạ. Trong cái điện thoại của mình trả lại là thuê bao quý khách không có này. Mà nguyên cái chỗ đó mà người ta đi kiếm không có thấy quần áo dấu vết gì hết luôn. Không thấy gì hết trơn. Nhưng sợ nó mất cái dưới sông thì nước rộng cũng coi không có điện thoại mà. Nhưng mà cái bữa đó là nước rộng hay nước lớn chứ? Cấp đó thì nước cũng mới hơi lớn. Hơi lớn à? Nhưng mà nước rộng lại thì khô gan. Theo con nghĩ ở quê thì nó còn ngay 10 người thì chắc người ta biết lỗi hết 9 người. Rồi tôi lỗi 100 đi. Thì bởi vì chứ mà nước cũng ở đó con thấy cũng cạn chứ cũng không có lớn. Đúng không chú? Nhưng ở đó ở trong đó thì nó cạn chứ ngoài là mấy chục mét dưới. Dạ. Lặn không chú? Có lặn đêm đó. Có lặn đêm đó là khoảng 12 giờ lặn mà nó nói cái người lặn nó nói cái gì trong khoảng ví dụ cả 9-10 giờ á. Dạ. Còn này tới 1-2 giờ đêm. Thành ra nó khó. Nước nó cuốn đi phải không chú? Sợ nó sống dần đi mà đó. Mình đổ thí dụ nó té đó thì gia cấp đó nó nói miễn mà cho hay chưa là có thể tôi lặn được, nó nằm dưới cấp. Vì nó thợ có máy đó nó lặn. Dạ. Đêm nó lặn là 12 giờ đêm. Vậy hổm gài có ai đi tìm kiếm gì nhiều không chú? Hổm gài đây chết lắm thiệt. Trời ơi, đây thì xe máy chạy tối ngày chạy hoài xong đi kiếm đảo lên đảo xuống. Bữa nay có tìm không chú? Có 3-4 giỏ tôi mới dưới sông mới lên nữa nè. Vậy đó hả chú? Ừ. Dạ. Mà nãy con nghe ông anh ông nói là hổm gài ở đây lãng xẹt là 3-4 mạng là mấy người kia là sao chú có biết không chú? Chú kể cho con nghe luôn. Ở đây thì cái chuyện tôi không hay. Dạ. Không biết. Có hổm bé 16 tuổi với 16 chị Hà đó. 16 làm về dạng bên bệnh á. Chị Hà vừa rồi đó. Ở dưới nó bên Xà Lan gì đâu dưới đó thì chỉ nghe thôi chứ mình không có đoán được cái gì đó. Thì con á thì cũng muốn cầu cầu chúc cho gia đình. Có thể là nhiều khi bé cũng còn ham chơi. Thì đi có nghĩa là đi chơi giống như là giận hờn chuyện gia đình hay gì đó rồi buồn bỏ đi thì có thể là vài bữa kiếm được thì chứ cũng không có mong mấy chuyện này. Dạ. Hy vọng là thí dụ được cho nó ở trên này nó khỏe hơn á, nó mừng. Dạ, đúng rồi, ở trên còn mình nói dưới sông là cái chuyện này tuyệt đối rồi, mà miễn dưới sông là rồi là còn gì nữa phải không? Thành yêu cầu cũng như có thể mà nó 5 ngày 10 ngày thì không biết. Dạ. Mà nó được đâu thì trở về được nó rất mừng. Thì chú cho bây giờ ông chú ổng cũng đã chia sẻ những cái sự tình mà mấy ngày hôm nay thì đã giải thích ra cho cô chú anh chị biết những cái sự việc. Thì là bé trai 24 tuổi thì đã sửa máy cùng cha với chỗ nhà máy xây lúa. Thì sau khi sửa xong cha đi ra đi kiếm trong vòng 10 phút thì không có thấy bóng dáng luôn. Thì đôi dép thì thường thường chủ nhà máy nói là đôi dép để lại. Xe cũng vẫn còn. Xe vẫn còn nhưng mà kiếm hoài cũng chưa có thấy. Thì cô chú hôm nay mình có vài điều nói với quý cô chú anh chị xem trực tiếp trên kênh của mình quý vị. Đây là chú là anh của bà nội. Là cũng như là nó kêu tôi bằng ông. Dạ, kêu bằng anh của bà ngoại nó. Là mình có được chú chia sẻ về trường hợp em 24 tuổi ở Dòng Cống mấy ngày vừa qua quý vị đang xem trên cộng đồng mạng quý vị. Đây là quà. Dạ, rồi đây là mình hỏi ông của em đó, đây là ông đã chia sẻ rất là xác thực quý vị. Cái này nói về té xong thì mình cũng
chưa có cái xác thực là như vậy. Chẳng qua là mình chỉ em chỉ mất tích thôi, nó đó là chẳng qua là mình chẩn đoán là đoán gì thôi chứ thật sự chưa phải vậy, chưa có kết quả, mình cũng chưa chắc ăn là té xong quý vị. Nhưng mà mình hy vọng là cũng em không té xong là như vậy mình mất rất vui. Xin quý cô chú anh chị nếu mà yêu mến kênh mình thì cho mình một cái đăng ký và cũng như chia sẻ. Rồi mình sẽ cập nhật tình hình về em này liên tục cho quý vị xem nữa quý vị. Rồi chú có nói gì nói đi chứ. Nói gì nữa vậy? Bởi vậy không nói gì mới biết vậy thôi phải không? Mới biết vậy thôi. Bây giờ mình biết con về đó. Rồi hỏi lại thì mấy bà kia nó có bà nội đó. Ai chết bà cũng thấy chim bao. Dạ. Vậy đó. Vậy đó hả? Ừ. Con bé này nó cái bà nội này đụng mà người nào chết cũng thấy thôi. Thì rất chịu đó. Thì tối có nó có qua, nhỏ nó có qua. Dạ. Rồi bắt đầu sáng lại thì nó qua tụi cũng nói vậy đó. Rồi hỏi sao mình đủ mẹ giờ chết ở đâu phải cho biết hay nó, mà nói nghe vậy thôi. Nhưng mà cái người đó có báo là em này sao không? Có nói sao? Nằm bao vậy đó. Nằm bao thấy luôn rồi hả? Ờ nằm bao thấy vậy bà thuộc lại vậy đúng là không? Có báo rồi ha. Em báo lại. Mấy nhỏ này vậy rồi mấy bà kia mấy người kia nói thôi bà nội đâu bao tàu lâu. Ai chết bỗng thấy thôi. Vậy là thấy thiệt rồi. Nhưng mà mấy lần mấy người kia người ta chết mà bả thấy nhưng mà mấy lần kia có đúng vậy không chú? Có vì cái người chết rồi bả mới thấy mà nằm bao thấy về kêu bả này kia gì đó. Là xác thực là đúng luôn ha. À, vậy đó rồi giờ bả nói vậy rồi mấy thằng mấy cháu gần đó. Thôi bà nội được nhẹ bốn vía bả thấy cái gì đâu cũng nói chết. Nhưng mà người đó thấy là đúng luôn. Vậy thì, đúng rồi. Thì những người mà chết đó, thí dụ dạ. Chết rồi tối lại bà nằm bao bà thấy. Bà thấy ha. À, tất nhiên là đúng rồi. Vậy là bà nói đúng rồi chứ đâu có sai đâu. Không biết. Bởi vậy. Còn mấy người kia nói bà nội đó chim bao dữ lắm. Thấy ghê quá. Ghê. Dạ. Cũng nghe hay lắm. Dạ. Đó, thành ra bà mới đi mấy đứa cháu tôi mới chạy xe đi đâu có chiên vậy này nè. Dạ. Trở về nãy nói nhưng là coi như vậy là nó không có xa, vòng vòng cũng đó vậy thôi. Dạ. Mở đi từ từ, đừng có dội. Dạ. Thì bà này nói cũng hay, từ từ đi, miễn có chết thì thẳng từ từ nó phải đó. Không ý còn hỏi là coi thầy là